Hello, hello. Rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là nội dung là một trong những loài lan mà dễ trồng và dễ thuần nhất dành cho những người mới chơi nhé. Mình xin nhắc lại đây chính là clip mà mình dành cho những người mới chơi, nên vì vậy mà bạn nào có thể biết rồi thì không cần phải xem clip này đâu. Còn đâu những người nào mới chơi thì các bạn nên quan tâm qua một chút về nội dung ngày hôm nay. Một trong những loài lan mà tiêu chí của mình đấy là dễ trồng này, rẻ này. Ok, mình vào nội dung chính nhá. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cây mà một trong những loài dễ trồng nhất, đó chính là đai châu, hay thường gọi là ngọc điểm nghinh xuân đấy. Đai châu ngọc điểm nghinh xuân thì loại này có hai dòng, một là lan rừng, hai là dòng lan thái. Lan rừng thì nó chỉ có một màu, đó là màu trắng tím, và lở vào dịp Tết Nguyên Đán. Còn hai đó chính là cái loại mà hàng, đây là hàng rừng các bạn nhé. Đây là loại hàng rừng. Còn đâu đây là chính là cây hàng thái. Hàng thái thì có ưu điểm đó chính là rất là nhiều màu. Ưu điểm rất là nhiều màu. Rồi, mình khuyên các bạn là những người mới chơi lan, chúng ta nên sưu tầm một trong những loại lan dễ trồng nhất, đó chính là đai châu ngọc điểm nhé. Em này rất là dễ trồng, có hai cách. Có hai cách, một là các bạn mua theo ký, các bạn về ghép vào gỗ. Hai là các bạn có thể là mua cái cây mà người ta đã thuần và trồng trong chậu, hoặc thuần trên gỗ như thế này chẳng hạn này. Nhiều nhà vườn người ta sẽ bán đấy. Đó. Thì chúng ta lên sưu tầm về trồng thì rất là dễ và không có sợ chết cả. Em này có ưu điểm đó chính là không cần phải kích bông, hàng rừng này không cần phải kích bông, cứ Tết là em sẽ ra bông mà thôi. Nên vì vậy các bạn chơi loại này, những người mới chơi đấy, thì sưu tầm loại này là rất là tốt. Cây rất là khỏe mạnh như thế này, hàng thuần như thế này các bạn về chỉ treo dưới lớp lưới và sáng tưới thật đẫm, thỉnh thoảng cho ăn phân như là 20 đều, hoặc là B1, thỉnh thoảng các bạn tưới cho mình ít nước vào gạo, thì cây nó rất là khỏe mạnh và đến Tết nó sẽ tự ra bông mà thôi, không cần phải kích. Riêng cái dòng rừng này là không cần phải kích nhé. Thì có đây chính là đây trong ngọc điểm, đây là hàng rừng. Thì ngoài ra có hàng thái nữa. Hàng thái, cây này là cái hàng thái các bạn này. Hàng thái có nhiều màu nhưng mà em này cũng phải kích bông nhé. Hàng thái là phải kích bông, hoặc có thể là gần Tết em cũng sẽ ra bông, nó vẫn giữ một cái chút gì đó là của cây chưa lai tạo, là cây hàng rừng ấy, là Tết nó vẫn ra bông. Còn đội em này thì Tết cũng ra bông, nhưng mà nếu mà các bạn muốn kích thì ở giữa năm em ấy kích thì vẫn ra bông. Đội hàng rừng thì mà giữa năm mà chúng ta kích bông thì rất là khó ra nhé. Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn là một trong những loại lan rất là dễ trồng dành cho những người mới chơi, thì đó chính là loại ngọc điểm. Ngọc điểm thì là trong Nam hay gọi, đai châu thì ngoài Bắc, còn ở miền Trung thì hay thường gọi là nghinh xuân, nhưng mà chung quy lại nó cũng chỉ là một loại lan này mà thôi. Ok, tiếp theo mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là dòng Dendro. Đây là một giò Dendro. Dendro thì mình không phải là một fan của Dendro, mình trồng ít Dendro lắm, sưu tầm vài loại cho vườn nó thơm, có hương có sắc thôi. Thì đây chính là dòng Dendro. Dendro thì có rất nhiều loại, Dendro nắng này, Dendro màu này, Dendro xuân này, rất là nhiều. Chung quy lại cũng là họ của Dendro thôi, là rất là dễ trồng. Loài này theo như mình nghĩ là những người mới chơi lan hầu như ai cũng sưu tầm loại này rồi, rất là dễ trồng, ra hoa quanh năm suốt tháng, cứ khi nào cây khỏe là em sẽ ra bông. Đây các bạn thấy này, giữa hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 đó, giữa năm và cây vẫn sẽ ra bông đều này, cứ khỏe là ra bông. Em này rất là dễ trồng, ưu điểm là dễ trồng này, ra hoa quanh năm này, và giá thành rất là rẻ. Còn là nhược điểm đó chính là thường thường mặt bông thì nhiều người bảo là Dendro không được đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đấy là tùy theo quan niệm của mỗi người, thì đấy cũng không phải là gọi là nhược điểm, nhưng giá thành của em này rất là rẻ, rất là rẻ, rất là dễ sống. Về các bạn cũng treo qua một cái lớp lưới như thế này này, đó, các bạn treo qua một lớp lưới như thế này thì cây rất là khỏe mạnh. Em này các bạn có thể là bỏ ít phân tan chậm ở dưới gốc nhé. Em này thì các bạn bỏ ít phân tan chậm dưới gốc, thỉnh thoảng tưới phân 20 đều, B1 nước vào gạo, đơn giản vậy thôi là cây sẽ khỏe mạnh. Đây là loài thứ hai, đây là Dendro. Dendro nhé các bạn nhé, Dendro phân ra nhiều loài lắm, Dendro nắng, Dendro mầm. Mình có một giò bà liễu xưa đang này, phân mầm phân gốc, mình để phân tan chậm ở dưới gốc này. Đây, ngọn đi. Mình không phải là fan của Dendro. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là
Do cáo à, cáo không phải là dễ trồng lắm. Thôi không chia sẻ cáo nữa. Tiếp đây em ra bông thì mình cũng quay cho các bạn xem mặt bông của cây cáo. Tiếp theo nội dung đó chính là loại thứ ba, đó chính là hạc vĩ. Hạc vĩ là một dòng thân thòng các bạn ạ. Dòng thân thòng em này rất là dễ trồng, cực kỳ là dễ trồng. Rất là dễ trồng. Hạc vĩ thì có hai cách. Một là các bạn có thể là mua theo ký ở hàng rừng các bạn về ghép. Hai là các bạn có thể là mua hàng thuần, cũng giống như đai châu ngọc điểm vậy. Nhiều nhà vườn cũng vẫn bán hàng thuần ghép ở trên gỗ, trên chậu. Đặc điểm chung của hạc vĩ đó chính là khỏe, mạnh, sức sống cao, dễ trồng. Em này một năm ra bông một lần và thường thường là ra bông là sau Tết. Sau Tết thì em này thường thường hay ra bông nhé. Hạc vĩ rất là dễ trồng và hương của nó cũng rất là thơm, thơm dịu. Đặc điểm của dòng thân thọc này đó chính là sao? Các em này là thường thường là mọc lá giữa năm xanh tươi rất là đầy đủ này. Và trước khi em này ra bông thì sẽ rụng hết lá đi, giống như một cành củi khô vậy. Để trong cái giai đoạn là nghỉ dưỡng. Và nghỉ dưỡng xong lúc đấy em sẽ bung hoa là nhụy. Mình rất thích cái dòng hạc vĩ. Bởi vì sao? Bởi vì là em này, em giá thành thứ nhất là rẻ. Loại này khoảng độ mấy trăm ký à? Hay mấy trăm không đến này. Loại này chắc là 200, 150 ký à? Một ký các bạn về ghép được phải 7-8 thổ, 7-8 giò. Đây là hạc vĩ nha các bạn nhé. Ưu điểm: dễ trồng, hương thơm, giá thành rẻ, mặt bông đẹp. Còn nhược điểm à? Nhược điểm thế nào giờ? Mình thấy hầu như loài này mình yêu em này nên không có thấy nhược điểm đâu cả. Em này cũng các bạn có thể gắn một ít phân tăng chậm vào đây này nhá. Phân tăng chậm vào đây các bạn cũng tưới cho mình giống như những loại khác thôi. B1 này, nước vo gạo này. Phân 20 đều, thỉnh thoảng có dịch chuối hoặc là những cái loại mà nha đam này các bạn tưới cho em đấy. Thì cây sẽ rất là xanh tốt. Em này rất là dài, em này dài lắm. Hàng vĩ lá giống như lá trúc vậy. Rất là đẹp. Đây là loại thứ ba nhé, hạc vĩ nhé. Mình chia sẻ từng loài một và đặc tính của mỗi loài khác nhau. Và loại thứ tư mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là cũng là một dòng thân thòng mà thôi. Đây chính là em Long Tu Xuân. Nói về dòng Long Tu đấy thì em này cũng giống như là hạc vĩ, dòng thân thòng. Và trước khi ra bông em sẽ cũng rụng hết lá. Rụng hết lá đấy nhé các bạn nhé. Và sau đó em sẽ tích nghỉ dưỡng một thời gian, sau đó sẽ cho ra bông. Em này rất là dễ trồng, cũng các bạn có thể là một là trồng theo hai cách, một là mua và ghép, hai là các bạn có thể là mua hàng thuần ghép gỗ. Nếu mà bạn nào mà cẩn thận mà sợ chết thì có thể là mua hàng thuần ghép gỗ và chúng ta thuần trồng. Còn đâu không thì các bạn ghép một thời gian thì mua hàng về ghép cũng được. Nhưng mà em này mình thấy rất là thích em này. Mặt bông thì là màu trắng vàng tím. Hạc vĩ thì lại là màu trắng tím thôi. Nhìn các bạn mới chơi lan thì các bạn có thể nhìn hạc vĩ hoặc là Long Tu nhìn rất là dễ. Nhưng mà bữa nào mình sẽ làm một clip thật là chi tiết để giúp các bạn có thể phân biệt một vài cái dòng thân thòng, để không có bị người khác người ta lừa gạt nói rằng là đây là hạc vĩ mà lại bổn là giả ha. Ok, Long Tu rất là dễ trồng các bạn nhé. Các bạn nên sưu tầm. Hương thì cũng thơm dịu thôi, không có phải là thơm đậm đà giống như ngọc điểm. Nhưng mà rất là dễ trồng. Các bạn thấy đấy, trên vườn của mình trên đây này, là mình trồng rất là nhiều hồ điệp và đai châu. Nhưng mà những cây Long Tu này mình để ở dưới giống như kiểu đã ăn sái phân của những cái cây này thôi, mà cây nó vẫn là xanh tốt này. Đó. Em này cũng ưa ẩm và nắng. Các bạn chịu khó buổi sáng tưới thật là đẫm. Buổi chiều thì bận rộn thì không cần tưới cũng được, không sao cả. Nhưng quan trọng là sáng nó phải tưới. Và phân tăng chậm thì quá rồi, mình chỉ cần bổ sung là nước vo gạo thôi. B1 hoặc là Super Thai phân 20 đều. Có các bạn mà có thêm cái nhà đam hoặc là cái dịch chuối nữa thì cũng rất là tốt. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đó chính là bốn loài khác nhau, dễ trồng, những người mới chơi lan chúng ta lên sưu tầm trong vườn là tốt nhất. Còn đây chính là cái loại mà
Lan này là lan rau ngót đấy các bạn. Ừ, lan rau ngót là chúng ta hay nấu canh ấy, băm ấy, cả thịt bằm đấy. Xanh tươi mập, treo giữa vườn có một cái cây rau ngót mà ăn sái ở phân của lan mà cũng xanh tươi tốt, muôn mở luôn. Em này thì các bạn xếp vào trong cái, cái phòng bếp là tốt nhất nhá, chứ đâu mà xếp với giống lan là xem xét lại. Còn tiếp theo đó chính là có nhiều người hỏi mình rằng là thế còn hồ điệp thì sao? Đây hồ điệp đây. Hồ điệp có lẽ là một loại dòng dễ trồng không? Thì mình bảo rằng là hồ điệp là bữa nay là không được làm trong tốt vậy đâu. Mình em này bông đẹp, nâu tàn, ra hoa quanh năm suốt tháng. Và mình rất là thích em này, nhưng mà mình không thể chia sẻ em này là cái dòng dễ trồng được. Bởi vì em này rất hay bị bệnh, thứ nhất là thối lá, thối nhũn, héo lá, nhăn lá, rất là khó thuần. Chính vì em ấy đồng đảnh nên phải cần cái sự chinh phục của những chàng trai như chúng ta. Chinh phục được thì chúng ta mới cảm thấy được là à, em này có giá trị như thế nào. Mình thì mình đã yêu em này rồi, nên vì vậy mà mình để em ấy một góc ở trong trái tim. Không thể chia sẻ là những dòng dễ trồng được. Em này không thuộc dạng dễ trồng đâu các bạn. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một vài dòng lan dễ trồng, đó chính là Đai Châu Ngọc Điểm. Đai Châu Ngọc Điểm hàng rừng nhé các bạn nhé. Đây, đây, đó, đây là một dòng ghép gỗ này. Đai Châu Ngọc Điểm hàng rừng và hàng Thái khác nhau, không sao cả. Cái thứ hai đó chính là Dendro. Dendro, Dendro, các bạn hỏi Dendro là người ta sẽ biết. Còn đâu là sau này các bạn tìm hiểu sau. Và như là Dendro màu, Dendro xuân, Dendro nắng. Dendro nắng thì nó nhiều loại như là banana, hoặc là bà liễu xưa, hoặc là Albert, Elobi, nhiều lắm, rất là nhiều. Hai là Dendro rồi. Cái thứ ba đó chính là hạc vĩ. Đây, cái hạc vĩ đây. Rồi hạc vĩ đây. Đây chính là những cái dòng mà theo như cảm nhận của mình là những dòng lan mà dễ trồng nhất, gần như là vất đâu sống đấy đấy các bạn. Nhưng mà gọi là vất đâu sống đấy thì cũng không đúng. Quan trọng là các bạn cứ phải tưới thật là đậm, ẩm, giữ ẩm cho em đấy, thì cây sẽ phát triển rất là mạnh. Người ta thường nói là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Để cho một cái giò lan nó phát triển mạnh thì cũng thế thôi. Quan trọng là mình phải là nước là yếu tố rất là quan trọng. Nhiều người chăm sóc lan mà không có biết nhiều về từng loài một, ví dụ như là cái dòng này nó lại ưa ẩm, mà hồ điệp thì lại không có ưa ẩm. Các bạn mà lại tưới hồ điệp đẫm giống như là Dendro hoặc là giống như là hạc vĩ hay long tu thì chắc chắn là hồ điệp nó sẽ thối rồi. Mình trước khi mà chơi lan các bạn nên tìm hiểu qua một chút xíu về mỗi loại đặc tính của cây lan nó khác nhau nhé. Còn đặc điểm chung của những loài lan đó chính là các em là buộc là phải treo dưới một cái lớp lưới, hai là dưới tán cây đó. Biết một chút xíu thì chúng ta sẽ tránh được những cái học phí rất là dành cho những người mới chơi lan ấy, rất là hạn chế đi. Không thể tránh được cái cây chết được rủi ro được, nhưng mà mỗi lần chết thì coi như là một bài học và chúng ta sẽ có kinh nghiệm trồng những cây lần sau nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải là nó chết rồi là chúng ta sẽ từ bỏ, là không nên. Rồi, cái thứ tư đó chính là cây long tu. Long tu thì có hai dòng, long tu xuân và long tu đá, rất là dễ trồng. Em này tên là long tu xuân, nhưng mà nở vào mùa xuân, nhưng mà không phải là xuân là dịp Tết Nguyên Đán. Đấy là những cây nở sớm thôi. Còn đâu đặc tính của dòng này là rụng lá và sẽ nở bông sau Tết, giống như hạc vĩ đấy, ra diêm, gần như là vậy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong lúc mình mà có chia sẻ đấy, các bạn cảm thấy có điều gì mà vẫn còn thiếu sót, sơ suất, chưa đầy đủ, mong các bạn hãy comment phía dưới góp ý giúp mình, để mình làm những video sau nó sẽ chất lượng hơn và hữu ích hơn đối với cộng đồng chơi lan của chúng ta. Còn nếu như mà mình làm mà chia sẻ mà cây của mình nó có hay, các bạn thấy hay và ý nghĩa, thì mong các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ mình ra những video sau sẽ chất lượng hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chém gió vậy thôi, bây giờ hái vài cành rau ngót này về làm bữa canh nữa, đến giờ nấu ăn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.